Chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ lên cái video khách thuê đi của hai đồng mắt nha. Rồi, thuê đi đang ẩn nha, có cam thu đét nè. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái bóc L3 lên nha. Rồi, mình sẽ kết nối điện thoại với bóc. Rồi, giờ mình sẽ bấm home pin đó nha. Đó, trên đây báo đỏ hay chưa? Rồi. Rồi, ok ha. Đấy số code này nha, để lát mình có gì nhập nạp vô lại qua vô cái cáp á. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tắt máy rồi mình lấy cái cụm phay ra nha. Rồi phải mở nguồn điện thoại lên xong mình gắn cụm thay vô trong cái bóp này. Đợi cái máy lên xong kết nối với bóp luôn. Rồi bấm test cái cụm thay à. Nó báo đỏ nè. Rồi, liên cái điện thoại vô bóc. Rồi, em bấm không bên lần nữa nha. Rồi, bóc nó test nè. Để ấy là mình thoát cái update luôn nè. Rồi, cái thoát update nha. Làm xong update sau. Rồi. Mình sẽ bấm home pin lần nữa nha. Rồi báo đỏ lỗi nha, rồi lỗi để server. Rồi mấy hôm nay á thì mạng wifi nó bị gì không, rồi lỗi yếu sao nó không nhận. Bây giờ mình chắc là chia sẻ một cái máy nào bật 4G rồi chia sẻ qua kết nối với cái bóc là sẽ được, chứ wifi giờ nó đang bị lỗi. Rồi bây giờ để mình sẽ nên một cái máy nè, nó là bị lỗi thì mình chia sẻ 4G qua làm nha, chứ wifi là sẽ bị lỗi như đó. Rồi giờ mình chỉnh qua cài đặt còn wifi để mình đổi nhà mạng ha.
và mình sẽ lấy cái máy có 4G mình chia sẻ wifi qua cái box. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối qua. Mình đợi chút cho nó hiện cái wifi của 4G ra đấy. Mình kiếm cái tên nữa. Rồi nó đây rồi, ok mình sẽ nhập cái bát lên nha. Bát này nhập thì hơi lâu, tôi nhanh tí xíu nha. Rồi ok, sau khi mình nhập cái wifi của 4G qua thì mình tiếp tục đợi nó lên, xong mình bấm bấm pin nha. À, cái này nó xanh rồi, pin xanh rồi. Rồi bây giờ mình sẽ ghim nguồn điện sạc nhanh 2W đi nha. Rồi cho nên nó hiện chữ BD nè, nó mới được nha. Rồi, sẽ bấm chuyển qua cái đồ FT đó, cái FT này rồi, bấm FT nha. Đó, chuyển qua 4G là nó chạy phà bà luôn. Rồi ok, đèn sáng nha mọi người, xanh hết nha. Rồi rút cụm thay ra, rút cáp rồi luôn. Sẽ gắn cái cọng cáp của 12 đầu mắt của bóng của bàn này nhờ vô nha. Này là mình cáp này là không có hàng trong rồi, cứ nạp vô rồi gắn vô thôi. Rồi gắn cáp vô bóng được đầu này. Rồi cái tôi bóc nó nặng đấy. Rồi giờ mình sẽ quay nó vô nha. Bài file nãy mình viết ra đó, 42 nè, mã code nè. Rồi giờ mình quay vô. Rồi sau khi nạp ok rồi, mình sẽ gỡ cái này để mình nối vô trong cái cụm phay của mình nha, để mình gắn cái bóp mình test cho nó full sáng đèn, full ok rồi hết không. Rồi mình hãy gắp ra máy. Rồi, đầu mình gắn vô bóc mình test lại nha. Đó, ok hết, đó ok hết nha mọi người. Rồi, tháo ra. Rồi, cái khúc này mới quan trọng, mà bây giờ là cái khúc mình gặp cái cáp viên để mình gắn cái cáp của lô bang vô nha. Thì gặp này mà nếu mà mình muốn xem hướng dẫn đó, thì mình vô luôn cái bóc cũng có hướng dẫn đây luôn nha mọi người. Rồi giờ sẽ bấm cái nút này, nó chỉnh vô cái dòng thứ ba nè, nó chọn
Rồi, con đầu tiên luôn để cáp ấy là bao nhiêu? Món này có đủ luôn, từ ít tới 12 rồ mắt. Rồi, chọn 12 rồ mắt nha. Nó sẽ có hình ảnh hướng dẫn mình gặp cáp nha. Nó dây nè, dây khoai này nằm dưới là gỡ lên trên. Còn bẻ cúp này cho đây. Đó, cúp này. Gắn cọng dây của bạn vô đó. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ con đá lên trên, xong rồi mình sẽ bẻ gập nó sao cho cái socket nó lại ngay vô cái gần cái mắt bảy màu. Chỗ bẻ gập thì mình cũng bẻ vừa tay, rồi cũng đừng gập quá nó gãy cáp luôn á. Rồi mình sẽ nó hướng dẫn không đó, AB rồi rồi nói đòn này vô đây. Đó rồi thông cáo sẽ nằm ở như vị trí của cái cấp viên nữa nha. Giờ mình sẽ gắn vô máy mình thử nha. Gắn vô thì nó cũng hơi vướng vướng chút nào rồi, để mình cũng chỉnh lại. Chỉnh cho nó ngay là gắn vô mới được. Rồi, nó nằm ở trên để cao không được, không phải nó nằm ở dưới mới được mọi người. Nhét vô. Cấn cấn gắn vô không được. Bây giờ mình để mình tháo cái màn hình ra cho nó dễ thao tác hơn, chỉnh cho nó ngay ngắn lần đấy. Tháo màn hình ra đi cho nó đỡ dướng, nó việc chống tôi nghĩ là rồi. Đó là vô ngay rồi đó mọi người. Giờ gắn sức kết vô nha. Mình để uống nó cáp cho nó ngay lên. Đó. Thấy cũng gọn gàng luôn nha mọi người. Rồi bây giờ thì tiếp tục gắn màn hình vô mình thử nha. Chung cáp không còn hàng thì làm nhà lắm người. Nhưng cái này gặp đây thì khó khó cái lúc mà gặp cáp luôn nha. Chỉ gặp cảnh sát rồi vô mình mới bỏ vô được cái khung của nó. Rồi, bây giờ mình sẽ test quay nha.
mở cái lọc này, báo động rồi, ok nha. Sử dụng không khẩu trang rồi. Rồi xong bây giờ mình sẽ tắt màn hình xuống rồi nhảy không nha. Rồi ok nhảy như vậy nha mọi người, nó mà đưa ra ngoài không nhận ha, nó đưa mà không nhận nè. Rồi ok giờ mình sẽ tắt màn hình lắp đầy đủ rồi nha. Rồi gắn nẹp. Rồi cứ nẹp màn hình nha mọi người. Rồi sau khi ấy một chùa sạch sẽ rồi coi có những ốc gì còn đoạn không, rồi mình hãy ập màn hình lại. Ok ok hết thì mình ập màn hình lại nha. Rồi, gắn hai ốc đít lại. Rồi, mình sẽ test hai lần nữa nha. Lọc thế nha, thử rồi ok. Rồi vậy là cái video mà thích file ID của iPhone 12 Pro Max của mình cũng đã hoàn thành nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video của mình. Nếu thấy cái video hay thì cho mình xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh nha. Hẹn gặp mọi người ở cái video tiếp theo nha. Rồi xin bye bye mọi người.